Chào tất cả các bạn, mình quay trở lại với cái video này cũng làm về chiếc quạt. Và với cái video vừa mới đăng tải lên, video trước đó thì là mình đã chỉ cách cho các bạn có thể chế một cái đầu trục. Chúng ta có thể lắp vào cái trục của cái motor 775 để lắp vừa cái cánh quạt. Chúng ta có thể chế thành một cái quạt 12V. Và ở đây thì mình đã làm như vậy, và với cái video trước thì mình đã chỉ kỹ về cái này rồi. Những ai chưa xem video đó thì có thể vào cái video đó để xem cái cách mà mình làm cái này. Khi mà làm xong rồi thì mình sẽ đút vừa khít vào đây và gắn cái con voi lại như này. Đó. Thì nó đã tạo thành một cái cánh quạt lắp vừa khít với cái trục của cái motor 775. Rất là chắc. Sử dụng bằng keo 502 thì nó rất là chắc, sẽ không bao bị tụ được. Và cái video này thì mình lắp ráp vào một cái thân quạt. Ở đây thì mình bao gồm một cái mạch chỉnh tốc độ và coi như là tắt luôn. Thì với cái mạch chỉnh này thì nó là cái mạch mà mình thiết kế riêng, không giống trên mạng, không giống trên YouTube, cũng không có lấy sơ đồ trên Google gì cả. Và cái mạch này thì thực tế nó sử dụng bằng IC NE555. Tất nhiên trên mạng có rất là nhiều những cái mạch điện bằng 555 để chỉnh tốc độ cho motor, nhưng nó sẽ gây ra tiếng kêu. Còn đối với cái mạch điện này của mình thì nó không bị kêu motor ở tốc độ chỉnh rất là thấp. Đây, ví dụ các bạn đang thấy là mình đang để chế độ up, có nghĩa là vặn nhỏ nhất nó sẽ là tắt. Và vặn đây các bạn nhìn thấy này, mình cho chỉnh chạy rất là lờ đờ luôn. Các bạn cũng thấy là motor chạy cực kỳ êm, chứ nó không gây u hay là e giống như một số cái mạch trên mạng. Đó, đây chính là cái mạch chỉnh tốc độ mà mình tích hợp vào đây. Đây các bạn nhìn thấy. Đó, khi vặn về nhỏ nhất thì nó sẽ tắt luôn. Và cái mạch điện này nó chạy bằng dạng PWM nên nó sẽ không bị gây nóng và phát giống như là cái mạch mà chúng ta không sử dụng IC, không sử dụng điều xung. Bây giờ thì mình sẽ, trước khi mình lắp cái cánh vào, mình sẽ cho các bạn xem. Đây là mình đang sử dụng với cái bình ắc quy 12V nối vào quạt. Và các bạn chú ý là nếu như chúng ta sử dụng cái quạt như này thì chúng ta phải lên có cái lồng trắng. Đây là mình chỉ làm video mô phỏng về cái hoạt động của cái cánh quạt mình đã chế tạo lên. Nó lắp ráp vào đây vừa. Và cái bộ điều chỉnh tốc độ. Còn khi chúng ta sử dụng thì chúng ta lên phải lắp có lồng. Vì cái tốc độ này khá là cao nên nó sẽ rất là nguy hiểm. Bây giờ thì mình sẽ lắp cái cánh quạt này vào cho cái motor này. Và cánh quạt này mình đã gắn sẵn cái đầu trục này rồi. Đây chính là cái trục này. Cái đồng này. Dây đồng. Bây giờ thì mình sẽ lắp vào đây. Đấy, các bạn nhìn thấy là mình chỉ cần lắp như này thôi. Có thể rút ra được. Cái trục này là trục D, chính vì vậy mà nó sẽ không thể nào bị trượt được. Và khi cái quạt gió này nó chạy thì nó sẽ có một cái lực đẩy đẩy đằng sau. Chính vì vậy mà cánh nó sẽ luôn được gắn với cái motor này, trừ khi các bạn cấp ngược điện thì motor nó chạy ngược thì nó mới bị vung ra ngoài thôi. Bây giờ thì mình sẽ bật chỉnh cái này lên cho mọi người xem. Đó, đây là chế độ chạy chậm. Các bạn thấy nó kêu rất là êm luôn nhé, cực kỳ là êm, không gây e hay u một tí nào cả. Và mình khẳng định rằng một số cái mạch trên thị trường hoặc là như một số cái mạch mà có trên mạng, trên YouTube thì các bạn lắp vào 100% nó sẽ bị kêu e luôn. Mình đã từng thử rồi. Đó, đây là tốc độ hết cỡ. Đó.
Các bạn thấy là cái cách mà mình chế cái trục này nó rất là cân tâm luôn, nên quạt chạy sẽ không bị rung nắp và cũng rất khó để mà tụt được cánh ra ngoài. Đây là một cách rất là đơn giản mà mình nghĩ rằng nó sẽ giúp ích được rất là nhiều người chế quạt ắc quy, quạt 12V từ cái động cơ motor 775 nói riêng, hoặc là một số những cái motor khác nói chung với cái trục nhỏ hơn. Đó, rất là cần. Đây mình sẽ để chế độ nhỏ. Và nếu như các bạn nào mà muốn làm theo cái mạch này thì trên kênh YouTube của mình đã có mạch chỉnh tốc độ motor không bị kêu khi mà tốc độ thấp, mình đã cho sơ đồ. Thì các bạn nếu như cần thì có thể vào cái kênh YouTube của mình để tìm lại cái video để chúng ta có thể làm theo. Nó cũng rất là đơn giản. Sử dụng IC NE555. Đây là với tốc độ thấp, tốc độ trung bình. Đó. Cái quạt này thì mình còn chưa gắn luôn, có thể rút ra được. Quạt mình phải giữ chân, không thì sợ nó bị đổ. Rồi, và mình dừng cái video này tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi cái video này, và cũng như là tất cả những cái video mình đăng tải lên trên kênh YouTube HTBro189. Và mình xin dừng cái video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Xin chào.